Centurion MK7 là một trong những chiếc xe tăng hạng trung của nước Anh mà rất nhiều anh em mong muốn mình làm. Và cũng rất là nhiều người chơi dừng lại ở chiếc Xen 7 này thay vì lên chiếc Xen Action X. Ngay cả mình cũng vậy, mình cũng đã đề xuất với anh em rằng ở lại chiếc Centurion MK7 hơn thay vì lên chơi chiếc Xen Action X. Vì sao? Bởi vì cách đây rất là lâu rồi, trước cả 1.0, mình cũng đã có một khoảng thời gian rất là vui trên chiếc Centurion MK7. Tuy nhiên, anh em biết rồi đấy, lên thì vẫn phải lên thôi và mình đã phải bán nó đi để lấy bạc mà mua chiếc Xen Action X về. Được rồi, bây giờ hãy cùng mình chơi chiếc Centurion MK7 tăng hạng trung cấp 9 với vai trò toàn diện của anh nhé. Mình sẽ đi nhanh vào chiếc Centurion MK7 thôi, không muốn đi quá là lâu đâu. Thứ nhất là về hỏa lực, chiếc xe này sử dụng khẩu pháo 105mm, nói chung là khá là truyền thống của đám Lato hay là châu Âu. Nhưng cái khẩu pháo này có một con bài tẩy, anh em ạ. Nó là át chủ bài của chiếc Xen 7 mà rất là nhiều những chiếc xe tăng hạng trung khác mong muốn có. Và mình cũng muốn chiếc Xen Action X cũng có. Thay vì là đạn hit thì đạn vàng của chiếc Xen 7 chúng ta là đạn Hess, anh em ạ. Hãy chỉ vào cái đạn vàng mà xem, đó chính là đạn Hess với sát thương trung bình 480, độ xuyên trung bình 210mm với vận tốc đạn hơn 1.001m/giây. Wow. Nếu như nhiều anh em nói rằng 210mm giáp xuyên giáp ấy nó không phải là con số lớn, nhưng đối với những người chơi tốt, những người chơi cứng tay như mình tin chắc rằng mình sẽ tận dụng tốt cái độ xuyên này để có thể gây sát thương lớn nhất vào kẻ địch. Đó, thay vì chúng ta bắn 390 sát thương cùng một khoảng thời gian nạp đạn đấy. Nếu như anh em không muốn bắn quá nhiều đạn vàng bởi vì nó tốn bạc thì có thể bắn đạn Hess thường cũng được. Bởi vì độ xuyên đạn Hess thường thôi cũng đã 105mm rồi. Cũng có thể bắn những điểm yếu, những chiếc xe tăng giáp rỗng. À mình xin lỗi, cabin hở nhá, giáp rỗng là không xuyên đâu, mình xin lỗi. Hoặc là phần đằng sau của xe tăng đó, nói chung là vân vân và mây mây, tùy anh em bắn vào vị trí nào. Được rồi, một vài thông số khác như là độ cơ động. Chiếc xe này chỉ chạy với vận tốc tối đa 50km/h thôi, không phải là quá là nhanh. Mình nghĩ rằng ổn áp để chúng ta chơi như một chiếc xe tăng hạng trung. Về phần giáp thì giáp thân mình không nói rồi, cũng gọi là tầm thường thôi. Giáp tháp pháo 254, 89 và 89. Thực ra phần tháp pháo của chiếc Xen 7 này không phải là quá là đỉnh cao đâu. Bởi vì ấy, hiệu quả của nó xung quanh cái phần manet này này, anh em tưởng phần manet này dày đến 300mm nhé, không phải đâu. Nó cũng chỉ đâu đó khoảng 240-250 thôi. Anh em có thể sử dụng đạn vàng. Còn về phần chán của chiếc xe này thì lại tốt hơn chiếc Xen Action X. Bởi vì nó khá là dẹp và nó nghiêng với một góc là hơn 70 độ, thành ra rất là dễ bị lẩy đạn, đặc biệt nếu chúng ta hun down. Tuy nhiên lưu ý cục U, nhưng mà nói thật nhé, cục U chiếc xe Xen 7 này nó còn đỡ to hơn là Xen Action X đấy. Rồi, nói chung chúng ta không có quá nhiều điều để nói trên chiếc Xen 7 này. Chỉ có một cái con át chủ bài mình đã nói, đó chính là đạn Hess. Và bây giờ hãy cùng mình chơi chiếc Centurion MK7 này để xem cái đạn Hess, cái con bài tẩy này có được chúng ta tận dụng tốt không nhé. Mình đã bắn 3 trận đấu liền kề nhau trên chiếc Xen MK7 này. Để làm video thì có 2 trận đầu ấy mình khá là ngượng tay. Vì sao? Bởi vì rất là lâu rồi mình mới được chơi lại chiếc Xen 7 này, cho nên 2 trận đầu ấy nó có một vài pha xử lý tình huống nó không được mượt mà và mình cũng khá là chủ quan. Nên là hy vọng anh em có thể xem đến trận đấu thứ 3, khi mà mình đã tìm về nối xưa, khi mà mình đã quen lại với chiếc Xen 7 và có hiệu suất cao hơn ở trận đấu thứ 3 đấy. Bắt đầu trận đấu ở bản đồ Upbay. Được rồi, ở bản đồ Upbay thì với chiếc Xen 7 này chúng ta có rất là nhiều cách tấn công. Bởi vì Xen 7 có nhiều lợi thế. Thứ nhất là độ hạ nòng -10. Vâng, đây là độ hạ nòng của đám Anh, đám Mỹ. Rất là tốt, chơi hun down được, tháp pháo lại đặt nuôi về đằng trước. Đấy, tiếp theo nữa là cái tầm nhìn tốt. Cơ bản của chiếc Xen 7 này là 410m. Vì thế anh em không cần phải mang kính, anh em cũng chỉ cần 5 anh em, rồi thì kỹ năng tăng tầm nhìn, rồi thì mang quạt thôi cũng tăng lên rồi. Nhưng mình quên không nói với anh em về đồ chơi của mình ở cái đoạn đầu video, là mình mang cho nó kính, thông nòng và ổn định dọc. Đây là bộ combo độc lập tác chiến. Đấy, có thể sử dụng trên những chiếc xe tăng hạng trung, bắn đơn, bắn viên một như mình. Rồi, hiện tại thì trước mặt mình là chiếc AMBT. Anh ta có ý định đi lên cái vị trí chiến lược F7. Cái vị trí đấy có một cái tảng đá đấy. Nếu mà anh ta đi lên thì anh ta sẽ hun down được. Và mình khá là chủ quan, cứ nghĩ rằng chiếc AMBT nạp đạn chậm hoặc là delay chậm, cho nên mình đã ra bắn anh ta. Mình muốn tiêu diệt sớm chiếc AMBT, bởi vì anh ta gọi là cũng là tăng hạng trung nguy hiểm trong trận đấu này. Rồi, trước mặt mình là Conquero. Cơ hội của mình để bắn chiếc Conquero không? Trước mặt mình là chiếc TN. Không biết là từ đâu đi lên nhanh như vậy luôn ấy. Giờ mới bị lộ hình. Cả chiếc Leo Bát BT nữa. Ngon. Tuy nhiên thì chiếc Leo BT vừa di chuyển vừa bắn trúng mình ở phần thân.
mất 428 máu và bây giờ mình chỉ còn khoảng trên nửa cây máu thôi, không muốn mất nhiều máu nữa. Khởi động trận đấu mà còn tương đây máu là rất là gì đây anh em ạ, rất là nguy hiểm đấy, chưa kể trước mặt mình là ba kẻ địch cơ, ba kẻ địch đấy. Cho nên mình cũng đã yêu cầu trước 122 TM lùi lại để cho kẻ địch đi lên, chứ nếu chúng ta giao tranh quá gần như thế này chúng ta có thể bị bay màu. Không được rồi, một pha bắn khá vội của mình vào chiếc TL, tuy nhiên thì đạn nó rơi vào vật cản. Cơ hội của mình để bắn chiếc Leo PT. Không được, anh ta lùi lại. Như vậy là mình đã tiêu diệt chiếc TN, 319 sát thương. Bây giờ thì chiếc Conquero đang đi lên. Có vẻ như anh ta muốn tấn công mình và mình không kịp lùi lại mà chiếc Conquero vẫn có thể bắn xuyên được cái phần thân của mình. Nhưng phát tiếp theo mình đã ngắm rất kỹ vào cục u của chiếc Conquero, 407 sát thương. Có thể thấy rằng phần thân của chiếc Sen 7 không chịu được quá nhiều anh em ạ. Nghiêng xe như thế này thôi vẫn có thể bị đục ở phần thân trước. Cho nên cách tối ưu để sống sót cho chiếc Sen 7 này đó chính là chọn những cái vị trí mô đất, cooldown, sử dụng cái tháp pháo. Nhưng mình cũng đã nói rồi, tháp pháo của chiếc Sen 7 không phải là tháp pháo đỉnh cao, nó vẫn có thể bị những kẻ địch sử dụng đạn xuyên cao hoặc là đạn vàng có thể bắn xuyên được, hoặc họ ngắm vào điểm yếu là cục U. Nhưng tối ưu nhất vẫn là cooldown. Cooldown ở đây không nghĩa là anh em phải bắn trên đồi, cooldown ở đây cũng bao gồm cả việc anh em sử dụng các vật cản như là mô đất, như là những cái ụ đất, gạch, đá hoặc là xác xe tăng để che cái phần thân, cũng được gọi là cooldown. Rồi, mình thì đã chuyển sang đạn Hess rồi. Trong trận đấu này thì mình chưa bắn một viên đạn Hess nào, và bây giờ mình cũng đang muốn sử dụng đạn Hess để thử, để muốn được tìm về cái thú vui hồi xưa, full đạn Hess. Rồi, Centurion MK7 đang ở trước mặt mình. Mình cũng đang tìm cái góc nào đó để bắn chiếc Sen 7, bởi vì mình chỉ còn 553 máu thôi. Bây giờ mình đi ra ấy, khả năng cao mình chỉ cần 1 đến 2 hit là mình bay màu. Skoda T56 và chiếc Object 430 đang tấn công chiếc Sen 7. Vì thế mình cũng sẽ nhập cuộc luôn anh em ạ. Mình là một người chơi mang tính chất đồng đội cao, cho nên nếu đồng đội mình đang tấn công kẻ địch thì mình cũng sẽ tận dụng những cái hướng tấn công khác để có thể hỗ trợ đồng đội. Rồi, Skoda T56 không chú ý rằng T28 Bros đang ở bên trên đồi bên kia bắn xuống. Cơ hội của mình để bắn chiếc Sen 7 hỗ trợ cho chiếc Object 430. Mình vừa bị lag anh em ạ. Ngon luôn, một pha slap shot 489 sát thương vào phần đằng sau chiếc Sen 7. Anh ta còn 4 máu, cơ hội nào của mình để kết liễu chiếc Sen hỗ trợ cho chiếc 430U. Không, không phải 430U mà là 430. Tuy nhiên thì pha vừa rồi nó đã ghi là không trúng giáp, bởi vì đạn Hess hay đạn HE bản 1.13, nếu chúng ta không bắn vào hitbox thì nó sẽ ghi là không trúng giáp, hoặc bắn không xuyên giáp rỗng thì nó cũng sẽ ghi là giáp rỗng đã không bị xuyên. Trước mặt mình là T28 Bros, cơ hội của mình 443 sát thương, không phải quá cao nhưng chí ít vẫn có thể trên được 400 sát thương là ngon rồi. Pha vừa rồi thì với độ xuyên 210mm đúng không, nếu mình nhớ không nhầm, lúc nãy mình đọc cho anh em rồi, 210mm thì chúng ta có thể bắn xuyên những kẻ địch ở phần ngang hông, phần đằng sau hay là phần điểm yếu là cục U đó. Nói chung thì thoải mái thôi. Pha vừa rồi thì mình không muốn lãng phí đạn vàng của mình, cho nên mình đã chuyển sang đạn Hess thường. Đạn Hess thường thì chỉ có xuyên 105mm thôi, mà pha vừa rồi bắn chiếc T28 Bros không hiểu sao được có 40 máu, kém thật đấy. Rồi, trận đấu này thì kết thúc rồi, hình như mình không bắn được thêm viên đạn nào nữa. Nói chung, đạn Hess của chiếc Sen 7 này, cả hai loại đạn Hess nhé, đều là con át chủ bài đấy. Bởi vì kẻ địch không biết lúc nào chúng ta nạp đạn này. Đó, họ có thể nghĩ rằng anh em nạp đạn ABCR thôi thì cũng có thể chạy ra giao tranh. Họ cứ nghĩ rằng họ chỉ mất ít máu thôi, nhưng nếu mà họ chạy ra giao tranh với chúng ta mà không biết rằng chúng ta đang sử dụng đạn Hess thì nếu chúng ta bắn xuyên, họ sẽ mất từ 450 cho đến hơn 500 sát thương. Và những cái phát đạn đấy thực sự là thốn luôn đấy. Lúc đầu mình đi hơi nhanh cho nên mình đã bỏ quên không nói một vài thông số. Thì chiếc Sen 7 chúng ta ấy, nó cũng không phải là đỉnh cao của hỏa lực đâu. Vì sao? Bởi vì ấy, cái sát thương trung bình của nó chỉ có khoảng 2.200 thôi. Bởi vì ấy, thời gian nạp đạn cơ bản một viên của nó tận khoảng 11 giây anh em ạ. Khoảng 11 giây đấy. So với nhiều chiếc xe khác như là Leo BTA hay là 30B hay là E50 hay là những chiếc xe gọi là tầm đấy sát thương, nói chung là cũng tầm đấy sát thương, thì mình nghĩ rằng không phải là nạp đạn nhanh. Cấp 9 mà sát thương trung bình của tác hạng chung chỉ có tương đây thôi thì mình nghĩ rằng không phải tốt đâu. Tiếp theo về cái gọi là ổn định nòng pháo, mình thấy cũng được, thời gian ngắm với phân tán ổn áp đấy. Nhưng mà cái độ ổn định nòng pháo khi di chuyển xoay xe và xoay tháp nó là 0.18, bằng nhau hết anh em ạ, cả ba thông số đều bằng nhau. Nên là lưu ý cho mình, đôi khi chúng ta sẽ bị vỡ tâm khá to. Và mình đã sử dụng trực giác để chuyển sát đạn Hess, 440 sát thương vào chiếc Bát Chát 155. Pha vừa rồi nếu mình bắn đạn ABCR ấy thì có lẽ là chỉ gây 390 thôi. Rồi, hiện tại thì mình vẫn đang sử dụng đạn Hess, trước mặt mình là Bro 46.
451 sát thương, mình chịu một thiệt hại để bắn chiếc Progetto 46. Rồi, hiện tại thì chiếc Progetto 46 đang có ý định tấn công mình và mình cần lại lùi lại ngay. Nhưng khi mà đi qua cái vị trí này thì mình đã mắc sai lầm lớn. Đáng lẽ mình cần phải chờ cho hết nội hình 10 giây thì mình mới được chạy sang. Nhưng mà thôi, pha vừa rồi mình hơi sai lầm một chút. Rồi, một vài thông số tiếp theo. Anh em nghĩ sao về cái khoản cháy của Nam Anh? Vâng, anh em nhớ huyền thoại FV215B chứ, đốt sống chứ. Chiếc xe này cũng thế thôi. Khả năng cháy của chiếc xe này là 20%, rất cao, 20% đấy anh em ạ. Cho nên là lưu ý nhá, đừng cố nộ thân ra quá nhiều, bởi vì nhiều kẻ địch bắn từ đằng trước ấy, bắn xuyên gầm từ đằng trước thôi cũng có thể gây cháy anh em ạ. Đấy, chứ không nhất thiết phải bắn ở đằng sau. Cố gắng nhá, cố gắng hạn chế cho mình cái việc là nộ thân quá nhiều. Được rồi, nói chung thì chơi chiếc Sen 7 này khá đơn giản thôi. Nó là tăng hạng chung toàn diện, anh em chơi theo cái cách nào cũng được. Chơi kiểu đánh phủ đầu cũng ok. Tốc độ tối đa 50 km/h, anh em thích chạy nhanh hơn thì băng nitro. Rồi, một pha bắn trượt chiếc Chavutu và chiếc Gso. Chiếc Gso vẫn còn đạn anh em ạ. Từ lúc mà anh ta bắn mình viên đầu tiên cho đến phát đạn này thì mình nghĩ rằng chiếc Chavutu vẫn giữ nguyên băng đạn đấy và bắn mình. Thai 61, 503 sát thương vào chiếc Thai 61. Mình vẫn đang sử dụng đạn Hess anh em nhé, mình vẫn chưa chuyển sang đạn ABCR đâu. 460 sát thương nữa vào chiếc Thai 61. Anh em biết tại sao mình lại chạy ra bắn chiếc Thai 61 nữa mà mình lại hứng chịu một thiệt hại không? Bởi vì mình nhìn chiếc Thai 61 khi mà bắn viên đạn đầu tiên ấy, thì anh ta sử dụng nòng pháo stock, cho nên là mình có cơ hội để đổi thiệt hại thêm một viên đạn nữa vào chiếc Thai 61. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng đấy là một cái hơi sai lầm một chút, khi mà mình chỉ còn một chút máu thôi mà mình vẫn chầy cố chạy ra để đổi thiệt hại. Rồi, rất là may là pha vận này thì mình cẩn thận hơn, là mình side scrape. Nói thật thì chiếc Sen 7 side scrape không phải là tối ưu đâu, nhưng chí ít nhá, chí ít chiếc Sen 7 chúng ta có cái gọi là giáp váy nhá, không phải giáp rỗng đâu mà chỉ là một cái thanh thôi, một cái miếng giáp váy thôi ở hai bên chắn xích đấy, cái che xích hai bên đấy, người ta gọi là giáp váy cũng được, không sao cả. Nó cũng gọi là có chút đánh lừa kẻ địch thôi, chứ không phải là đỉnh cao. Được rồi, bây giờ thì khi mà hết nội hình rồi, mình quyết định chạy khỏi cái vùng này. Bởi vì chiếc cửa W Tiger P anh ta vừa ngắm vào mình, nên là mình nghĩ rằng anh ta có thể ngắm mình phát nữa. Và mình đã phải di chuyển xa ra một chút để phòng anh ta bắn mù. Trận đấu này chưa gì thì mình chỉ còn 248 máu thôi mà bắn được có 1.800, nên là mình cần phải chơi cẩn thận hơn. Đó, hai trận đấu đấy, hai trận đấu khởi động với chiếc Sen 7 thôi mà mình khá là ngượng tay. Đấy, mình cứ nghĩ rằng là Sen 7 chơi hổ báo một chút cũng được. Quay trở lại với cách chơi của Sen 7 thì ban đầu mình đã nói rồi, chúng ta có thể chạy đến một vị trí bắn phủ đầu 50 km/h là tốc độ ổn định, trung bình của tăng hạng chung. Anh em mang nitro vào để lên 5 cũng ok. Tiếp theo, cách chơi tiếp theo, hãy tìm một vị trí nửa phòng thủ, nửa soi cho đồng đội. Có nghĩa là những cái mô đất che được phần thân, anh em thập thò cái tháp pháo ra, sử dụng cái tầm nhìn cao của chúng ta, thập thò soi cho đồng đội bắn. Chỉ cần lưu ý pháo thôi cũng được. Đấy, hoặc là anh em chơi cận chiến cũng áp dụng cái việc là tìm đồi, tìm mô đất, chơi cận chiến, hạ nòng bắn kẻ địch, hạ nòng trừ 10. Phần tháp pháo có gọi là dùng được một chút, không phải là tốt nhưng mà vẫn có thể chặn được những kẻ địch bắn đạn thường. Rồi, Su 130PM đang ở trước mặt mình, cơ hội nào của mình để bắn chiếc Su này? Anh ta đang nộ một chút phần cabin. Và 501 sát thương. Đạn hơi lệch sang bên phải một chút, nhưng mình vẫn gọi là tự tin với độ chuẩn xác của đám Mỹ và đám Anh. Hai độ chuẩn xác đỉnh cao của cái game này. Rồi, chiếc Progetto 46 khá là liều lĩnh khi chạy đến tiêu diệt chiếc LC bên mình à? Đúng không? Vừa tiêu diệt LC bên mình. Rồi, bây giờ thì bên mình đã chiếm thành công thành phố rồi. Tỷ số là 13, cho nên mình nghĩ rằng trận đấu này sẽ kết thúc nhanh chóng thôi. Ngon luôn, sự trả thù ngọt ngào của mình. Một viên đạn Hess lẩy thiệt hại 440 sát thương. Đấy, trận đấu thứ hai là mình bắt đầu gọi là tìm về cảm giác với đạn Hess rồi đấy. 517 sát thương nữa vào chiếc Chafutu. Quá tuyệt vời anh em ạ. Những phát đạn phải gọi là Hess ơi là Hess. Vừa rồi thì mình vừa chặn được thiệt hại chiếc Su 130PM, hình như anh ta bắn vào phần tháp pháo của mình. Tiếp theo là những phát đạn khá là chủ quan của mình, cho nên là mình nghĩ rằng đây là phát đạn cuối của mình rồi anh em ạ. Nói chung thì ở trận đấu thứ hai mình đã bắt đầu chuyển dần sang đạn Hess để chơi. Tuy nó hơi tốn bạc một chút nhưng chí ít nó giúp cho mình bắn được những phát đạn phải gọi là quá là cao sát thương đi. Rồi, chiếc Bát Chát 12T anh ta sử dụng đạn vàng để bắn mình, cho nên là mình không muốn mất máu, không muốn bị anh ta tiêu diệt.
nên là lùi lại một chút. Và bây giờ là cơ hội của mình đánh chiếc Gerso, mình đang ngắm rất là kỹ. Không được rồi, đạn rơi xuống xích một chút. Pha vừa rồi thì mình sẽ không gọi là bào chữa cho phát đạn đấy đâu, bởi vì tâm của mình chưa thu hết mà. Chứ thực chất nhá, con Sen 7 này bắn rất là chuẩn đấy. Sau hai trận đấu phải gọi là làm quen, hơi ngượng tay, thì trận đấu thứ ba này mình đã tìm về được lối xưa. Mình đã có thể làm chủ được hỏa lực trên chiếc Sen 7 này và tận dụng cái đạn head phải gọi là đỉnh luôn. Rồi, một pha đi tắt của mình mất 62 máu, nhưng không sao, số máu đấy cũng không nhiều. Được rồi, hiện tại thì đây là bản đồ Pre-River, cái vùng đồi rất quan trọng anh em ạ. Và ngay từ đầu mình đã chuyển sang đạn head luôn. Vì sao? Bởi vì ấy, mình biết là bên địch có hai chiếc Chafutu, rồi thì nhiều chiếc xe tăng hạng chung còn chạy nhanh nữa, nên là mình đã chuyển sang đạn head để có thể bắn những kẻ địch chạy lên như thế này. 508 sát thương vào chiếc T-44-100, quá ngon luôn anh em ạ. Và chiếc Chafutu, rồi anh ta chạy kịp lên rồi. Mình sẽ trực những kẻ địch nào có ý định đi qua ở vị trí này. Xem nào, ra đây nào. Rồi, Bro 54 bên mình đang tấn công. Đấy là một sai lầm đấy anh em ạ. Tấn công một mình như thế, 494 sát thương nữa vào chiếc Bro 466. Và đúng vậy, Bro 54 đã phải trả giá khi mà lên một mình như thế. Bây giờ thì chiếc Bro 66 đang ở trước mặt mình. Tại sao mình lại không lên? Anh em biết rồi đấy, kẻ địch đi lên đồi trước rồi, có lợi thế rồi. Chưa kể bên địch có rất nhiều chiếc xe tăng hạng chung có băng đạn như chiếc Chafutu đấy, rồi thì T-44-100 bắn rất nhanh đấy. Mà mình là Sen 7, mình là tăng hạng chung duy nhất đi tấn công cái đồi này. Mà nếu mà mình đi lên một mình như thế, chắc chắn rằng đồng đội mình sẽ không hỗ trợ kịp. Những tăng hạng nặng ấy nó không lên kịp. Chưa kể chiếc ST này này, anh ta còn đang stock đây này. Và Chafutu bên đội địch, thêm một phát đạn bắn xuyên nữa, 446 sát thương. Đạn Hess quá tuyệt vời anh em ơi. 210mm không thành vấn đề, nó không phải vấn đề lớn với chiếc xe này, mà là vấn đề của anh em phải ngắm, phải tận dụng cái đạn Hess đấy bắn vào những điểm yếu nào. Đó, như mình lựa chọn những mục tiêu giáp yếu như chiếc T-44-100, rồi thì Chafutu. Tiếp theo là mình sẽ ngắm vào điểm yếu như là ngang hông, rồi thì phần đằng sau. Đó, nói chung đạn Hess của chiếc Sen 7 này là một trong những thế lực cực kỳ là to lớn ở cấp 9. Và chiếc STRV, mình đã phải chuyển sang đạn ABCR. Vì sao? Bởi vì mình đã có ý định tấn công sang cánh 89 anh em ạ. Bởi vì cánh 89 bên mình ấy, tăng hạng nặng bên mình đang tấn công kẻ địch rất là dữ dội. Wow, một pha slap shot bắn xuyên phần má của chiếc STRVK. Và anh ta, hình như anh ta bực tức mình khi bắn xuyên anh ta hai viên và anh ta đang lao xuống mình. Rồi, một pha ngắm khóa tự động của mình khá là chủ quan. Đáng lẽ mình cần phải ngắm bằng tay anh em ạ. Rồi, mình đang cố gắng tiêu diệt chiếc STRVK. Xuyên luôn, 394. Tiếp theo, chắc chắn mình sẽ lạp đạn nhanh hơn anh ta rồi, bởi vì thời gian lạp đạn của chiếc STRVK không thể bằng chiếc xe 7 được. Một con xe lai tạp thì làm sao bằng một con xe tuần chủng được, đúng không? Thuần chủng, mình xin lỗi, mình định nói là tuần chủng. Đôi khi mình nói những từ trong đầu ra cho nên là chưa kịp xử lý ấy. Nên là nhiều khi trong video mình có nói sai gì, thông cảm nhé. Mình nói thật đấy, thông cảm cho mình nhé. Mình không có kịch bản mà anh em. Mình muốn tiết kiệm thời gian, lên kế hoạch nhanh chóng thì sẽ không có kịch bản. Được rồi, bên mình đang chiến thắng 7-3 rồi. Cánh tạng nặng cũng đã xử lý xong. Và bây giờ mình sẽ tấn công lên đồi và chuyển sang đạn head lại, bởi vì trên đồi này chỉ có chiếc Chafutu và chiếc T-44-100. 456 sát thương, liêng. Ok, Chafutu hình như anh ta cũng chú ý và chạy thoát. Nói chung thì đạn head của chiếc Sen 7 tuyệt vời anh em ạ. Nó cũng giống như chiếc Charioteer đấy, pháo chống tăng cấp 8 của anh ấy, cũng có cái khẩu pháo như thế này, cũng có đạn head như thế này. Nên là nếu anh em thích mình làm về chiếc Charioteer thì đừng quên bình luận phía bên dưới nhé. Mình thì đang chờ cho chiếc ST1 của mình lên hỗ trợ, chứ nếu mà bây giờ mình giao tranh với chiếc Chafutu ấy, anh ta là băng đạn, anh ta chỉ cần 3 viên đạn thôi là tiêu diệt được mình rồi. Cho nên là mình muốn gọi là cẩn thận hơn một chút. Và anh ta không chú ý, 500 sát thương nữa vào chiếc Chafutu. Hình như anh ta hơi chảy cối, muốn bắn ra ngoài căn cứ, bởi vì đây là trận đối công mà. Anh ta không chú ý rằng là mình đang tấn công. Và bây giờ, rồi anh ta bắn trượt mình rồi, hình như bắn vào phần tháp pháo hay sao ấy. Chắc chắn mình sẽ kết liễu chiếc Chafutu nếu bắn xuyên phát đạn này. Đúng như vậy, đạn head quá tuyệt vời. Anh em thấy con bài tẩy này được không? Chúng ta lật lên mỗi lúc mà kẻ địch bị bất ngờ ấy. Phát này thì xích đã không bị xuyên anh em ơi. Không phải giáp rỗng đã không bị xuyên, không phải không trúng giáp, mà Favro nó ghi là xích đã không bị xuyên. Có thể thấy rằng chiếc T-95 là một trong những pháo chống tăng tấn công khá là dày, giáp khá là dày. Anh ta chắc cũng mang thêm thép đệm, cho nên là cái xích của anh ta được bảo vệ. Hoặc là anh mang
anh ta mang cái búp máu hay sao ấy, bảo vệ xích ấy. Cho nên là thi thoảng mình bắn vào xích của họ ấy, nó ghi là xích đã không bị xuyên, cho nên là cũng không đứt xích. Rồi hiện tại thì mình không muốn bắn ai nữa cả, mình muốn căn pháo. Và T95 bên phải, rồi bo vừa tiêu diệt rồi. Mình biết là chiếc GW Tiger đang ở vị trí K9, K0, nên là mình cũng đã căn sẵn đạn rồi. Anh em biết đấy, mình là một trong những người rất là thèm khát tiêu diệt pháo. Và mình cũng tin chắc rằng chiếc GW Tiger đang ở trước mặt mình. Đợi chờ lạnh phúc anh em ạ. Sẵn sàng đạn hết rồi đây. Cơ hội nào của mình để tiêu diệt chiếc GW Tiger bằng một viên? Chưa xuất hiện à? Đây rồi, 500 máu. Tuy nhiên, mình chỉ được 453 máu thôi. Nói chung thì pha vừa rồi mình vẫn rất là vui bởi vì bắn trúng pháo mà. Trận đấu này mình bắn được 4599 sát thương, chặn được 1100. Tuy không phải là trận đấu đỉnh cao do đội mình bắn rất tốt anh em ạ. 15 người trong đội mình đều bắn rất tốt, chia các nhiệm vụ, chia các cánh rất đều nhau, phòng thủ và tấn công tuyệt vời. Nên là nếu mà trận đấu này mà bên mình bắn hơi kém một chút thì mình cũng có thể gây được tầm 5-6 đến 7k thiệt hại. Thôi, mình nói chung là mình rất là vui với cái con số này. Lâu lắm rồi mình mới cầm lại chiếc Sen 7 mà vui như thế này anh em ạ. Đây là thành tích của mình ở trận đấu Pearl River. Và anh em hãy nhìn chiếc Chafutu 4. 4 phát đạn Hess của mình đã tiêu diệt chiếc Chafutu. Trong khi đó, nếu mình bắn 4 viên đạn ABCR thì chắc rằng chỉ gây được 1.500 đến 1.600 thôi và chiếc Chafutu vẫn còn sống. Đó. Được rồi, sau 3 trận đấu thì tổng thiệt hại của mình trung bình ấy, nó ở mức là 3.800 anh em ơi, 3.800. Chiếc Centurion MK7 này chưa bao giờ làm mình hết vui, chưa bao giờ làm mình cảm thấy thất vọng. Mặc dù nó vẫn tồn tại nhiều điểm yếu nhưng cái đạn Hess của nó, trời ơi, nó là chính là cái cánh tay phải đắc lực của chiếc Sen 7 này, có thể sẽ đánh bại được nhiều chiếc xe tăng hạng trung cùng cấp khác anh em ạ. Hoặc có thể sẽ có thể gây ra một lượng sát thương trong một khoảng thời gian khi mà chạy vào combat ấy anh em ạ, đỉnh lắm. Đấy, đó là lý do tại sao mà mình đã khuyên anh em ở video on track chiếc Sen Action X là nên giữ lại chiếc Sen 7 này anh em ạ, nên giữ lại chiếc Sen 7 này hoặc là chiếc Sen Tudian Action X ấy. Khi nào mà nó có đạn Hess như là chiếc Sen 7 này thì hãng chơi. Có một sự thật là hồi xưa mình chơi ấy là FV4202 nhá. Hồi xưa là mình có chiếc FV4202 cơ, sau này thì bị đổi thành chiếc Centurion Action X. Thì chiếc FV4202 đấy vẫn có đạn Hess như là chiếc Sen 7, bởi vì nó dùng chung nòng luôn, nó nạp đạn nhanh hơn, hình như là xuống đâu đó 8 giây cơ bản và khi chúng ta mang đồ các kiểu thì đâu đó khoảng 6 đến 7 giây. Phê lắm, mang đạn Hess mà bắn được 6 đến 7 giây một viên thì vác mấy ông giáp yếu ở đây mình cần hết. Được rồi, đồ chơi của mình trên chiếc Sen 7 mình sẽ nói lại một chút là mình mang thông nòng, ổn định dọc và kính. Anh em có thể bỏ kính ra cũng được bởi vì tầm nhìn cũng đã khá là cao rồi, nhưng mà mình muốn làm cái nhiệm vụ gọi là vừa hỗ trợ vừa độc lập tác chiến. Nó lên tới 500m tầm nhìn, đây là còn kính thường anh em ạ. Anh em có thể bỏ kính này, mang cho mình cái nitro ô đầu để chạy 5 km/h. Có thể mang thêm cái búp máu bởi vì chiếc xe này mang khá là nhiều máu đấy, 1.720. Đấy, khi mà mình mang búp máu thì có thể lên tới 1.800, 1.900 thì phải. Hoặc anh em muốn bắn chuẩn hơn, bắn ngồi bắn tỉa cũng được. Đạn ABCR chiếc xe này xuyên khá là cao mà, 268mm. Có thể ngồi bắn tỉa thì có thể mang thêm cái giảm tâm hay là cơ cấu xoay trở hoặc ngắm nhanh, tùy anh em. Được rồi, anh em nghĩ sao về chiếc Centurion MK7 này? Nó có đỉnh không? Đạn Hess của nó có đỉnh cao không? Đó, đạn Hess là một trong những loại đạn đặc trưng của Vương quốc Anh, của nước Anh. Đấy, nếu như không có đạn Hess thì nhiều chiếc xe nó không còn là đặc trưng nữa. Và đỉnh cao nhất là đám FV4005 và FV215B183. Ngoài ra thì chúng ta có một vài chiếc xe cũng bắn đạn Hess như là Charioteer. Đây, khẩu pháo cuối cùng. Nó cũng hệt như là chiếc Sen 7 thôi. Conway cũng vậy. Conway thì chúng ta đạn Hess của nó phải là khẩu pháo 5,5 inch cơ thì mới là đạn Hess. Được rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video về chiếc Centurion MK7 này. Nếu thấy hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để nhận những video thú vị như thế này nhé. Bye bye!